ra đường đa số của bà tăng ga, mấy cô em gái như ba na, công thức thể hiện như một lửa chùa, chai cần thơ chỉ là phải chất không phải nữa, chân đại quyến đủ bờ mông, chơi hết số mà em bước vào trong, đêm nay tập quẩy được không? Mọi người cho em hỏi là lấy chồng ở đâu thì được ngủ đến 9 giờ sáng đấy ạ? Chứ 6 giờ em dậy không nổi. Đúng, nhớt nát. Chị đây. Chị cho em hỏi, có phải bây giờ bọn con gái 2-3 ngày mới thèm thay quần chip một lần, có phải không ạ? Quên đi nhé, bọn tao ngày nào cũng tắm rửa, xịt nước hoa thơm phức. Từ khi con chân đất, nằm mơ, xong tư tình ai cất, ngậm mùi khúc ba sao, thương em. Anh dặn môi, giờ chỉ cần em từ nay thôi. Oh my god. Mùi hương em đậm say, một chút mắt chân. Mày là phụ nữ, mày cho tao hỏi cái này coi. Hỏi gì? Ví dụ như bán kem dưỡng da, tao thấy mấy đứa nó phe da. Ừ. Còn tụi nó bán son thì nó phe môi. Ừ. Vậy sao tao thấy mấy đứa bán cô té tụi nó không có phe gì trơn vậy? Tao lại mày quèn ơi. Mày lầy quá ha. Đi đâu vậy? Em đi xuống thuyền nè, với lại sao em đi lấy đồ shipper, shipper tới rồi. Trời ơi, đi không nói em một tiếng nào hết trơn, em im đi là sao? Thì em đi xuống lấy đồ xong lên liền mà. Mang người cơ khư xuống vậy hả? Trên tay cầm gì đó? Được rồi, nói bao nhiêu lần rồi. Có gì đâu á, đi mua đồ, lấy hàng shipper hay đi mua trà sữa vậy á. Thì cầm cái bóp anh theo giùm một cái. Nhận bao nhiêu lần rồi. Em đi á. Ừ, đi. Hãy ban cho con người yêu. Đừng làm chi ngốc ơi, anh đừng đi đâu mình ơn. Mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má em đã kêu thầm mày cô dính ai tình ta sẽ lo. Ôi quá tiếc, giờ tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con chàng trai dễ thương. Xin quay về đây tắt lên nước hồng. Người về hãy nói một lời anh mong. Cậu ở trong là gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. There to think about.